Tiếp tục kỳ họp thứ 7, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, một số nội dung còn ý kiến khác nhau của sự thảo luận công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Đóng góp ý kiến về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, đại biểu Lê Thanh Hoàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các chuyên đề được lựa chọn phù hợp và có ý nghĩa thời sự. Trong đó, việc cơ hội lựa chọn giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường là rất phù hợp, thể hiện sự đồng hành với chính phủ trong tổ chức thực thi pháp luật. Trong giám sát chuyên đề này, tôi quan tâm và đề nghị cần làm rõ về nội dung xử lý rác thải. Cụ thể là, thứ nhất, về những thách thức khó khăn trong việc phân loại triển khai phân loại rác thải rắn sinh hoạt và những giải pháp khắc phục. Thứ hai là việc tổ chức thực hiện trên thực tế những ưu đãi, cơ chế đặc thù cũng như khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng nhà máy điện rác trong thời gian vừa qua. Thứ ba là cần đánh giá toàn diện về thị trường tái chế rác thải cả chính thức và phi chính thức, sự tham gia tái chế, trực tiếp tái chế của tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm tái chế hay là chủ yếu chỉ đóng góp vào quỹ tài bảo vệ môi trường cũng như sự hỗ trợ thực tế từ quỹ bảo vệ môi trường đối với hoạt động tái chế rác thải đối với một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị cần phải tách bạch rõ ràng nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh để đảm bảo tính thực thi của các quy định. Để tránh sản xuất trùng lắp sản phẩm, tôi đề nghị nên cụ thể hóa nhiệm vụ công nghiệp an ninh vào một số lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, an ninh mạng, các công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an và lực lượng thực thi pháp luật khác. Xem xét cân nhắc việc quy định công nghiệp an ninh sản xuất sửa chữa vũ khí trong dự án trong dự thảo luật này vì trùng với nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng. Trong trường hợp vẫn quy định công nghiệp an ninh sản xuất sửa chữa vũ khí thì cần phải quy định rõ loại vũ khí nào do công nghiệp quốc phòng sản xuất, loại vũ khí nào do công nghiệp an ninh sản xuất. Đề nghị cần tiếp tục giả soát lại các quy định để tránh trùng lắp về đầu tư sản xuất theo nguyên tắc nêu trên. Ngày mai, Quốc hội thảo luận ở tổ và tại hội trường về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, dự thảo nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và một số nội dung quan trọng khác.